dõi theo dấu chân truyền giáo của cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Qua bài Tâm tình của người anh trong dòng Đa Minh gửi người em đã nằm xuống. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh là tu sĩ dòng Đa Minh đang hoạt động truyền giáo tại giáo họ Salon, giáo xứ Đắp Mốt, giáo phận Kon Tum. Sau 12 năm khấn trong dòng Đa Minh và hơn 3 năm làm linh mục, cha đã bị sát hại tại nhà nguyện làng Giang Lốm đang khi ngồi giải tội cho các hối nhân vào tối ngày 29 tháng 1 năm 2022. Cái chết của cha đã gây lên một nỗi bàng hoàng, ngỡ ngàng, đau xót cho không biết bao nhiêu người. Mặc dầu chết đang khi còn trẻ, nhưng cha đã rất nhiệt tình cộng tác với anh em Đa Minh, phục vụ cho công việc truyền giáo với đồng bào sắc tộc ở giáo phận Kon Tum nhiều nơi. Đoạn video clip này ghi lại tâm tình thương mến của một vị linh mục đàn anh trong dòng Đa Minh với cha Trần Ngọc Thanh. Qua đó, ngài coi cái chết của cha Giuse Thanh như một cuộc nằm xuống chung cuộc, một cách anh dũng sau bao lần cha Thanh nằm xuống trước đó để thể hiện trọn vẹn đời dâng hiến của mình cho Chúa và cho việc truyền giáo. Chúng ta xem đoạn video của việc cha Thanh nằm xuống này như một lời nhắc nhở, một lời thúc giục mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội. Chúng ta đã được cùng nằm xuống, cùng chết với Đức Kitô, thì cũng hãy trỗi dậy, sống hết tình với Chúa và hết lòng cho tha nhân. Hãy trỗi dậy để đem chân lý và tình yêu của Chúa được loan báo khắp nơi, nhất là đến với người nghèo và người sắc tộc. Chúng ta hãy dõi theo dấu chân truyền giáo của cha Giuse Trần Ngọc Thanh qua bài Tâm tình dưới đây. Em Giuse Trần Ngọc Thanh ơi, vậy là em đã nằm xuống rồi. Em đã nằm xuống trước anh. Không biết anh có được cái ngày diễm phúc nằm xuống như em không? Em đã nằm xuống, em đã gục ngã đang khi thay mặt Chúa Kitô cử hành bí tích hòa giải cho bà con giáo dân. Em đã nằm xuống và được chôn cất trong lòng đất để khép lại cuộc sống của em ở trần gian này, để chờ đợi ngày được trỗi dậy cùng với Chúa Giêsu phục sinh trên nước trời. Nhưng khi nhìn đến các công việc tông đồ truyền giáo và bác ái em đã thực hiện từ khi em lên Kon Tum cộng tác với anh và các anh em Đa Minh trên này, anh liên tưởng đến sứ mạng của anh em Đa Minh, trong đó có anh, là phải hoàn thành chung cuộc đời tu của mình bằng việc nằm xuống một cách anh dũng ít là như em, để rồi cùng được trỗi dậy vinh quang bên Chúa Kitô phục sinh. Phải, cuộc đời tu sĩ và linh mục, và nhất là cuộc đời tu sĩ và linh mục dòng Đa Minh, khi thể hiện đời dâng hiến theo lễ nghi của dòng và của giáo hội, chúng ta đã có nhiều lần nằm xuống và trỗi dậy. Đầu tiên là chúng ta nằm xuống trong ngày lãnh áo dòng Đa Minh trước khi vào nhà tập. Cha bề trên giám tỉnh hỏi chúng ta: anh xin gì? Chúng ta đáp lại: con xin lòng thương xót của Chúa và của anh em. Tiếp đến, ngày chúng ta tuyên khấn đơn, tuyên khấn trọn, chúng ta cũng nằm xuống và thưa những lời đó: con xin lòng thương xót của Chúa và của anh em. Rồi sau đó, tới ngày chịu chức phó tế và linh mục trước bàn thờ Chúa, chúng ta lại nằm xuống hòa theo lời chuyển cầu của các thánh nam nữ trên trời qua kinh cầu các thánh: xin Chúa nhận chúng ta vào hàng ngũ thừa thác viên thánh của Chúa.
Sau mỗi lần nằm xuống như vậy, chúng ta lại trỗi dậy với một tính cách mới, với một nhiệm vụ mới, đó là lên đường thi hành sứ vụ mà Chúa, giáo hội và dòng trao phó. Trong những giây phút nằm xuống và trỗi dậy như vậy, hẳn mỗi người chúng ta đều mang một tâm trạng khó tả. Không biết khi nằm xuống như vậy, em có khóc không? Anh đoán là có đấy. Vì bản tính hiền lành và cảm xúc như em, anh đoán là có. Anh đoán thế thôi. Nhưng có một điều chắc chắn là khi em nằm xuống ở mảnh đất giáo họ Salon và giáo Phật và dòng sai em tới, thì đã có không biết bao nhiêu người chảy nước mắt, đau xót, thương tiếc em và cầu nguyện cho em. Không những chỉ có ở giáo họ Salon, không những chỉ có giáo họ Đắc Sú và Bờ Y, nơi trước đó em đã phục vụ, mà cả giáo phận Kon Tum, từ đức cha, các tu sĩ nam nữ và giáo dân, rồi nhanh chóng lan ra cả giáo hội Việt Nam và đi cả năm châu nữa. Riêng dòng Đa Minh thì khỏi nói, từ các cha bề trên tổng quyền tiết bên trời Âu, quý cha giám định và phụ tá giám định, các anh chị em từ nhiều tỉnh dòng và cả cộng đoàn Đa Minh trên khắp thế giới đã gửi lời phương yêu đến tỉnh dòng Việt Nam chúng ta và đăng rất nhiều hình ảnh và thông tin của em trên các trang mạng. Có điều lạ là mọi người khi nghe tin em nằm xuống, họ mến yêu em, họ khóc thương em. Không phải vì trước đây em là một tu sĩ linh mục danh tiếng, vì viết sách, viết vở, vì đi giảng thuyết đó đây, là mọi người đều nghe tiếng tăm của em, nghe danh của em. Không, em chỉ là một tu sĩ linh mục bình thường như nhiều anh em khác. Sau khi học xong thần học, em tình nguyện đi lên vùng Tây Nguyên xa xôi, mà em biết nơi đây còn nghèo lụt khổ, còn khó khăn về mọi mặt. Em đã vâng lời bề trên đến một nơi xó xỉnh hẻo lánh vùng biên giới để âm thầm thi hành sứ vụ với anh em trong cộng đoàn. Em thấy có lạ không? Em có ngờ rằng ngày em nằm xuống sẽ xảy ra như vậy không? Mấy ngày qua, mỗi lần nhớ lại hình ảnh em nằm xuống trên chiếc giường của tu xá khi mang thi hài em từ bệnh viện về, mỗi lần nhớ lại hình ảnh em nằm xuống trong chiếc quan tài ra khỏi tu xá để đưa vào nhà nguyện Lê Tân dâng thánh lễ lần cuối tại giáo phận Kon Tum, mỗi lần nhớ lại hình ảnh các anh đội mai táng khênh chiếc quan tài em nằm rời khỏi nhà nguyện Lê Tân để tưởng đưa về nghĩa trang của tỉnh dòng ở đền thánh Martin hôm nay, với tiếng hát tha thiết trầm buồn và một chút ngão lùa của thánh vị 129 bằng tiếng Ba Na. Rồi mỗi lần nhìn xem hình ảnh ngôi mộ em đang nghỉ yên tại nghĩa trang của tỉnh dòng ở đền thánh Martin mà lúc nào cũng tràn ngập hương hoa kính viếng, anh lại thấy diễn ra trong đầu óc mình kỷ niệm về những dấu chân truyền giáo của em từ khi anh gặp được em cho tới khi em nằm xuống. Từ việc em còn là thầy thực tập rồi tiến dần tới chức phó tế và linh mục, từ việc em quay sát các học sinh nội trú đến việc huấn luyện các giáo đi viên và các chú lên đường truyền giáo, từ việc em đánh xe đi làm việc mục vụ tại các giáo điểm truyền giáo cho đến các việc giáo dục bác ái xã hội em đã làm tại Đắc Sú, Bờ Y, Salon, rồi kể cả những việc truyền giáo em dự phóng sẽ thực hiện trong năm nay qua lá đơn em xin anh hỗ trợ hiện đang còn nằm trên bàn làm việc của anh, khiến anh nhớ em vô cùng và thán phục em vô cùng. Anh muốn các anh chị em trong dòng Đa Minh, các người thân trong gia đình và mọi người mộ mến em dõi theo những dấu chân truyền giáo của em trên vùng Tây Nguyên này để mong rằng sẽ có những bước chân tiếp nối em.
theo người nhà em kể lại anh biết, khi chọn cuộc đời dâng mình cho Chúa, em đã có một sự quyết tâm lớn lắm. Sau khi em học xong lớp 12 và hoàn thành nghĩa vụ công dân, em đã đến tu viện Đăng Minh Gò Vấp xin đi tu vì nhà dòng gần nhà gia đình em. Nhưng cha mẹ trên tu viện cho biết nếu muốn tu dòng Đăng Minh, em phải tốt nghiệp đại học, nghĩa là phải cày thêm chữ nghĩa 4 năm nữa. Điều đó không làm em nặng lòng, nhưng quyết chí theo đuổi ơn gọi. Em nghĩ rằng thi vào trường công nghệ thông tin để trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh ở số 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Sài Gòn. Và trong suốt 4 năm liền, em đạp xe từ nhà em ở số mới lên đó học cho đến khi tốt nghiệp. Em hãnh diện và sung sướng đem tấm bằng và giấy tờ đến Thịnh viện Đăng Minh Tam Hà xin dự tu và được chấp nhận vào năm 2007. Trong thời gian thịnh viện, em đã được dạy dỗ để thấm nhuần tinh thần truyền giáo Đăng Minh như đã ghi trong hiến pháp dòng: noi gương Thánh Đăng Minh, đấng rất khao khát ơn cứu độ của mọi người và mọi dân tộc, anh em phải ý thức mình đã được sai đến với mọi người, mọi tầng lớp và mọi dân tộc, kẻ tin cũng như người không tin, và nhất là những người nghèo, để chuyên tâm loan báo tin mừng nhằm xây dựng hội thánh giữa muôn dân và làm cho đức tin được rạng rỡ, vững vàng trong dân Kitô giáo. Theo chương trình huấn luyện của Thịnh viện, vào kỳ hè năm 2009, em cùng với các thịnh sinh cùng lớp được giao giám đốc Thịnh viện Tam Hà cho lên thực tập 2 tháng trên cộng đoàn Giang Sơn 30 thùa. Lúc đó anh là đại diện bề trên ở đấy, và anh đã gửi em vào trong Buôn Chiết, huyện Lắc để dạy giáo lý các em nhỏ. Ở đó chỉ có 2 tháng thôi, nhưng em đã làm cho các em thiếu nhi cuốn quýt không muốn cho em về. Thì như anh nói với em, khi mới lên 30 thùa, ai có tâm hồn truyền giáo sẽ thấy rằng đường lên Tây Nguyên thì dễ đi mà khó về. Phải chăng hạt giống truyền giáo được nảy mầm cụ thể trong em trong mấy tháng thực tập này? Thật là một cảm nghiệm, niềm vui đầu đời truyền giáo phải không em? Lúc đó em còn nhớ không, có lần đi chung với anh leo dốc từ đường quốc lộ lên nhà cộng đoàn ở trên ngọn đồi. Em thách chạy đua với anh, coi ai tới trước, vì em nghĩ rằng em còn trẻ. Nhưng với chàng sinh viên lâu nay ở thành phố, làm sao em leo dốc nhanh bằng anh được. Qua tháng 8 năm 2009, em được chọn vào nhà tập tại nhà nguyện tu viện Đền Thánh Martin hôm nay. Đây là lần đầu tiên em nằm xuống để xin lòng thương xót của Chúa và của anh em. Em đã được mặc áo dòng Đăng Minh và số 1 năm để nếm thử ơn gọi của dòng. Tháng 7 năm 2010, khi năm nhà tập gần hết, em và các bạn cùng lớp được trao giáo Đăng Minh Đinh Viết Tiên cho đi tham quan một vòng các cộng đoàn anh em Đăng Minh. Em lại có dịp lên đồi Giang Sơn 30 thuộc thăm anh với bộ áo dòng trắng toát. Thật may quá, anh em cùng lớp còn giữ lại được tấm hình này. Đẹp quá! Sức sống tương lai của tỉnh dòng Đăng Minh tràn đầy kỳ vọng nơi các thầy trẻ đầy nhiệt huyết như thế này. Vào ngày 13 tháng 8 năm 2010, em và các bạn trong lớp lại nằm xuống lần thứ hai để thưa lên với Chúa và với dòng: con xin lòng thương xót của Chúa và của anh em. Sau đó, em được chuyển lên Học viện Đăng Minh Gò Vấp để học triết học. 2 năm sau đó, tức là mùa hè năm 2012, em đã phấn khởi cùng với người anh em cùng lớp là thầy Duy lên thực tập một vụ tại giáo xứ Con Rờ Vàng, giáo phận Con Tum, khi giáo phận mới trao cho tỉnh dòng đảm nhận và bổ nhiệm anh làm cha xứ. Hồi đó em cảm phục anh lắm, vì sao anh đã già rồi, đã ngoài U60 rồi mà anh còn cất công học tiếng Ba Na và đã dâng lễ giảng dạy giáo dân bằng tiếng địa phương này được. Em hỏi anh, sao anh tài thế? Anh trả lời, vì anh thương người dân tộc, và muốn thương người dân tộc thì phải hiểu được ngôn ngữ của họ.
cho nên hiểu họ rồi, thế là càng thương họ hơn. Kinh nghiệm các cha truyền giáo dạy anh như vậy, anh cũng muốn chia sẻ lại với em. Thế là em cũng quyết noi gương anh, em mượn tài liệu, em nhờ các em giáo lý viên dạy em học tiếng Ba Na đó. Lúc đầu em than với anh rằng học trước quên sau, nhưng rồi em cứ tập nói chuyện với ai em gặp, riêng em nói giỏi lúc nào không biết. Có điều là tính em hơi bẽn lẽn nên không bạo nói tiếng Ba Na như anh. Anh trao cho em trách nhiệm qua sóc đoàn thiếu nhi thanh thể mới thành lập và tổ chức các lớp giáo lý của giáo sư con Rò Bàng cho có quy củ hơn. Em đã nhiệt tình bắt tay vào việc cùng với thầy Duy đưa thiếu nhi giáo sứ có một bộ mặt mới. Rồi em chở anh đi vào trong các buôn làng, đến giúp việc mục vụ và bác ái cho người dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Từ đó, em cảm nghiệm sâu xa nhu cầu truyền giáo cho các đồng bào sắc tộc trên Tây Nguyên này còn bao la quá, khốn khổ quá, nhất là những hoàn cảnh đáng thương của các trẻ em ở các vùng này. Thấm thoát hết năm thực tập, vào tháng 6 năm 2013, em từ giã anh để trở về Học viện Tam Minh Gò Vấp tiếp tục học thần học, và hứa sau khi học xong em sẽ xin về trên quay lại sống cùng anh em Tam Minh Con Tum. Sau một năm suy nghĩ thêm và lựa chọn, vào ngày 15 tháng 8 năm 2014, tại nhà thờ giáo xứ Mân Côi Gò Vấp, em đang nằm xuống lần thứ ba để xin Chúa xót thương em và những em làm hy lễ toàn thiêu cho Ngài có lời khấn trọn đời. Em đã tâm nguyện sẽ dành cuộc đời mình để phục vụ đồng bào sắc tộc Tây Nguyên. Cuối năm 2016, khi gần tốt nghiệp chương trình hiến định, em lại nằm xuống lần thứ tư vào ngày 13 tháng 12 xin lãnh chức phó tế để tham gia vào hàng giáo sĩ lãnh sứ vụ đi rao giảng lời Chúa. Sau khi mãn khóa học viện vào hè năm 2017, em đã giữ lời hứa với anh là xin cha giám định cho em lên lại Kon Tum với ước nguyện loan báo tin mừng cho người sắc tộc. Lúc đầu em có chút ngỡ ngàng khi giảng dạy lời Chúa trong chức phụ phó tế cho đồng bào, nhưng rồi em đã quen dần với bầu khí cộng đoàn, nhất là thánh lễ dành cho thiếu nhi. Các em rất thích nghe giọng nói nhỏ nhẹ, dễ mến của em. Em đã tiếp tục trách nhiệm phụ trách đoàn thiếu nhi giáo xứ và nhất là câu lạc bộ hiếu học mà anh thành lập trước đó để khuyến khích các em trước là siêng năng đến trường, sau là chịu khó làm bài ở nhà. Đây là công việc có lẽ làm em vất vả nhất vì phải liên tục liên lạc với nhà trường và gia đình để kiểm soát các em. Nhưng nhờ đó, các em học hành tiến bộ trông thấy, khiến thầy cô ở nhà trường và phụ huynh ở nhà rất hài lòng. Em còn cộng tác với nhóm Việt tộc của Cha Vang dòng Chúa Cứu Thế để xin học bổng cho các em học sinh và khuyến khích các em học theo nhóm mỗi tối để nâng cao trình độ. Thế rồi, điều em và mọi người thân chờ đợi đã đến. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2018, tại nhà thờ Ba Chuông của dòng, em lại nằm xuống lần thứ năm. Em xin Chúa đón nhận em vào hàng tư tế Chúa, thay mặt Chúa cử hành các mầu nhiệm thánh cho dân Chúa. Em đã chọn khẩu hiệu "Đường chân lý này chính con đã chọn" để khẳng định em sẽ chọn Chúa Kitô làm gia nghiệp mãi mãi đời em, và em sẽ rao truyền danh thánh Chúa khắp muôn dân theo linh đạo Đa Minh. Sau ngày chịu chức linh mục, trong khi các anh em khác được bề trên sắp xếp và bổ nhiệm đi các nơi khác, phần em vẫn giữ luôn ước nguyện tiếp tục thi hành sứ vụ truyền giáo cho đồng bào sắc tộc. Cha bề trên giám tỉnh đã cho em được toại nguyện, em tiếp tục lên giáo phận Kon Tum và được các cử làm phụ tá cho cha chánh sứ giáo sứ con Rò Bàng. Thế nhưng vào cuối năm 2018, do sự sắp xếp lại nhân sự của tu xá, em được bổ nhiệm làm phụ tá cha chứng sứ giáo sứ Đắc Mốt và sống với anh em trong nhà cộng đoàn để coi sóc các em nội trú và lo cho giáo dân sắc tộc Xê Đăng. Khi nhận nhiệm vụ mới này, anh tưởng em nặng lòng lắm
Vì sau mấy năm học tiếng Ba Na, em mới thông thạo ngôn ngữ này chút ít. Nay em lại phải chuyển đổi qua sống và sinh hoạt với người Xê Đăng. Ngôn ngữ của họ hoàn toàn khác với người Ba Na, và giọng nói của họ khó tập hơn vì phải uốn lưỡi liên tục. Tuy nhiên, em không quản ngại và quyết tâm dấn thân học thêm ngôn ngữ này để có thể gần gũi với giáo dân mà em được sai đến. Vậy là từ đây, em đã thông thạo hơn anh một ngôn ngữ mới. Em dần dần được cha xứ trao phó các trách nhiệm mục vụ và truyền giáo dọc theo con đường từ ngã ba Ngọc Hồi đến gần ngã ba biên giới Việt Lào Campuchia, gồm xã Đắc Sú có 11 thôn, trong đó chỉ có 5 thôn theo đạo Công giáo và một xóm giáo người Kinh ở xã Bờ Y. Lúc này Trên không còn sống gần em nữa, nhưng mỗi lần em về lại Kon Tum họp cộng đoàn để tường trình những việc em làm, anh có cảm tưởng đời em đến ở với đồng bào trong xã Đắc Sú này như cá gặp được nước. Mặc dù còn nhiều khó khăn về mặt xã hội, nhưng em đã xoay sở làm đủ mọi cách để giúp đỡ mọi người có đạo cũng như không có đạo. Thì nhà người ta nghèo, lòng em xót, nên em hay đi thăm viếng họ và xin lương thực vật dụng của các ân nhân đến giúp họ. Thế các em đi học thiếu sách vở, em lo liệu đầy đủ cho các em để các em không bị thua thiệt với người Kinh. Thế các em đi học không có xe đạp, em thương cho những đôi chân bé nhỏ lặn lội đi bộ xa xôi đến trường bằng cách mua cả chục chiếc xe đạp, đặc biệt trong các tháng hè. Em đã quy tụ các em về nhà cộng đoàn Đa Minh ở Đắk Mốt. Em lo ăn, lo chỗ ở cho chúng và thuê các thầy cô dạy nhân bản, sinh ngữ, học đàn, học cồng chiêng để vừa giúp các em tiến bộ trong học vấn, vừa chuẩn bị nhân sự làm việc trong giáo họ. Em còn bàn với anh, vào hè năm nay, em sẽ lập một nhà dạy may, rồi mời các sơ thạo nghề đến dạy cho các em thiếu nữ sắc tộc, rồi sẽ gửi họ đi làm ở các công ty. Em đã xin được một số máy may ở Sài Gòn về, nhưng chưa kịp thực hiện. Em mời gọi các chú trong các làng lập thành nhóm lên đường để cùng với các sơ huấn luyện họ trở thành những môn đệ truyền giáo, cộng tác với em, ra đi reo dắt tình thương Chúa cho các làng chung quanh và giúp đỡ những người nghèo. Em còn làm nhiều điều lắm, anh không nhớ hết, nhưng có việc anh cảm phục nhất là thấy em tận tụy thể hiện tâm hồn vị mục tử, hết lòng lo cho đoàn chiêng có nơi chốn xứng đáng để cử hành phục vụ cho sốt sắng. Thấy chỗ dân lễ còn chật hẹp, em tìm cách nới rộng và nâng cao thêm. Thấy bà con còn ngồi ngoài sương ngoài nắng, em bàn với các chú tìm cách chi phí mở rộng mái che như hiện nay. Thấy bà con không có ghế ngồi khi dân lễ, em vận động xin thật nhiều ghế cho họ, nhất là các bà mẹ điệu con đi lễ. Gần đây em còn xoay sở mua đất để xin giáo quyền và chính quyền tiến hành hồ sơ xây dựng nhà nguyện mới cho giáo họ. Có lẽ phải những ai đã sống trong hoàn cảnh bị hạn chế nhiều mặt mới thấy những nỗ lực của em giúp mọi người thăng tiến. Chưa hết, trong mấy năm qua, ngoài việc lên đường đi vào các làng lo việc mục vụ truyền giáo, em còn can đảm mạnh dạn đảm nhận một công việc mà không phải ai làm cũng được. Đó là quy tụ các chú giáo phu sắc tộc và những người có khả năng để thực hiện công việc gìn giữ và phát huy tiếng Xê Đăng Đắk Mốt là tiếng mẹ đẻ của họ. Vì em ý thức rằng còn ngôn ngữ là còn dân tộc, mất ngôn ngữ là mất dân tộc. Em đã cùng họ đã và đang thực hiện 3 công trình sau. Thứ nhất, chuyển ngữ xong toàn bộ các sách bài đọc và sách lễ Roma qua tiếng Xê Đăng Đắk Mốt. Em đã tiếp nối công việc này từ người anh em trước đó là cha anh Tôn Châu, khởi sự từ năm 2016, tổng cộng bộ sách lên đến 2.800 trang A4. Thứ hai, hoàn thành quyển Tân Ước Xê Đăng Đắk Mốt. Sau khi làm xong bộ sách phụng vụ trên, em đã trích xuất, bổ túc và tổng hợp các bản văn trên thành quyển Tân Ước. Em đang nhờ sự góp ý thêm
của nhiều người và sau đó sẽ in để bà con giáo dân địa phương được đọc lời Chúa bằng tiếng bản địa của họ. Thứ ba, quyết tâm soạn từ điển Xê Đăng Việt và Việt Xê Đăng. Với vốn liếng tiếng Xê Đăng mà em đã học hỏi và trau dồi, em và các chú giáo phu thông thạo tiếng Xê Đăng đang biên soạn hai từ điển trên dựa vào quyển từ điển Xê Đăng Đắc Tô của học giả Tin Lành Kenneth Smith. Đây là một đóng góp trí thức trong việc truyền giáo cho người sắc tộc của em nói riêng và của anh em Đa Minh trên vùng Tây Nguyên nói chung. Khi có dịp, anh sẽ giới thiệu việc làm của em cho nhiều người, nhất là các anh em trẻ trong dòng. Có người cứ nghĩ rằng những ai ra đi truyền giáo là những người kém cỏi, không thể đi du học để lấy bằng cấp, không có khả năng giảng dạy mới phải đi vùng xa truyền giáo. Họ đâu có ngờ rằng tại các vùng truyền giáo là rất cần những người có học hành giỏi giang, có học vị bằng cấp chuyên môn. Nếu thêm lòng yêu thương người sắc tộc xa xôi, họ muốn cho họ nghe, họ đọc được lời Chúa bằng ngôn ngữ của họ, thì sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Qua đầu năm 2022, Bề Trên Tu Xá Đa Minh Con Tum theo nhu cầu mục vụ chung đã sắp xếp em rời cộng đoàn Đắc Mốt để đến nhà cộng đoàn Salon đặc trách giáo họ gồm hai làng Giang Lô 1 và Giang Lô 2 và coi các em nội trú. Nhà nguyện giáo họ chỉ là một mái nhà che mưa che nắng và đang được tòa giám mục xúc tiến với chính quyền cho nâng lên giáo xứ và xây nhà thờ cho khoảng gần 2.000 giáo dân trong xã có nơi thờ phượng Chúa xứng đáng. Em đã mau mắn vâng lời bề trên, sẵn sàng di chuyển đến chỗ mới này và can đảm đảm nhận trọng trách trên vào ngày 6 tháng Giêng. Em đang bắt tay vào việc thích nghi với trách nhiệm mới và bằng kế hoạch lớn cho việc xây dựng nhà thờ. Không ngờ, vào tối ngày thứ Bảy 29 tháng Giêng, khi em đến dâng lễ cho giáo dân làng Giang Lô 2 thay ngày Chủ nhật và ngồi lại giải tội cho một số bà con chuẩn bị tâm hồn đón Tết Nhâm Dần, thì em đã nằm xuống trên nền xi măng nhà nguyện với vũng máu tuôn tóe văng lên cả tượng Đức Mẹ ban ơn đang đặt trên bàn thờ phía sau. Máu em đã đổ ra trên phần đất này. Em Thánh ơi, viết tới đây những nỗi đau xót lại nhói lên trong con tim anh. Em Thanh ơi, anh đau xót thương em chắc chẳng thua kém gì những người thân trong gia đình em, vì anh em mình đã gắn bó với nhau đồng lao cộng khổ trên vùng đất truyền giáo này. Cái đau xót trước mắt của anh và của anh em là khi nhìn em sau lúc tẩm liệm và đặt để em trong phòng khách của tu xá, thì trên thi hải em chẳng còn đồ dùng cá nhân nào là của em. Em có ngờ không, những lời em nằm xuống để thân thưa con xin lòng thương xót của Chúa và của anh em khi vào dòng, nay đã được Chúa lo liệu để các anh em trong dòng tẩm liệm em bằng những đồ dùng của anh em trong nhà. Khi em bị sát hại, em chỉ mặc trên mình bộ đồ đẫm máu, và khi đến bệnh viện Ngọc Hồi cấp cứu, nhân viên y tế đã cởi bỏ để chữa trị. Khi bác sĩ đã bó tay và anh em đón em về, thì trên người em chỉ còn chiếc quần tây vấy máu của em. Thế là anh em đã tắm rửa cho em và mang những đồ dùng của anh em trong tu xá. Trên thân thể em, áo quần là của cha Tuấn, áo dòng và áo cấp ba đen bao trùm em là của cha Thịnh, đôi giày là của cha bề trên tu xá. Như vậy đồ dùng tẩm liệm thi hải em là tổng hợp đồ dùng của anh em. Cả anh em trong tu xá và em cùng mãn nguyện thực hiện được tình thương huynh đệ là thể hiện lòng thương yêu bao bọc lẫn nhau cho đến chết. Anh đau xót khi thấy hình ảnh ông cố em, dù sức yếu của tuổi già tiều tùy ôm chầm lấy chiếc quan tài em nằm, môi miệng mím chặt lại cho khỏi bật tiếng khóc trong khi nước mắt tuôn chảy. Anh được biết ông cố và gia đình đã sắp xếp để mùng 4 Tết lên thăm em trên Salon Con Tum. Không ngờ em lại về thăm ông cố trong chiếc quan tài. Thông thường
các linh mục khác trong đó có anh sẽ dâng lễ an táng cầu cho cha mẹ khi các ngài qua đời như của lễ dâng lên Chúa, vì đã dâng những đứa con cho Chúa. Còn em đã mất mẹ trước khi em chuẩn bị khấn trọn. Mẹ em không được thấy hình ảnh em nằm xuống dâng hiến trọn đời cho Chúa và nằm xuống để trỗi dậy, tiến lên bàn thánh như mẹ em mà ước mong và cầu nguyện cho em. Bây giờ thì em là linh mục rồi, nhưng em không được sống lâu, để khi ông cố được Chúa gọi về, em sẽ dâng lễ an táng cầu cho ông cố. Ngược lại, ông cố đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho em. Suy nghĩ đến hoàn cảnh này của em và gia đình em, anh thấy như có cái gì nghẹn ngẹn trong lồng ngực, anh không diễn tả được, chỉ biết ứa nước mắt. Anh đau xót vì các dự tính em đang muốn thực hiện cho việc chuẩn bị đất ở Đắc Xú và nay là nhà thờ giáo họ Salon để xây dựng hội thánh Chúa tại địa phương chưa được toại nguyện. Giáo dân già trẻ lớn bé, đặc biệt các em thiếu nhi, họ khóc thương em nhiều lắm. Họ mang cả chiếu chăn đến nằm trên nền nhà nguyện để nhìn chăm chăm lên chân dung như mong em trở lại với họ. Nhìn như thế này hỏi ai không mũi lòng xót được. Vì mặt truyền giáo của anh em Đam Minh trên vùng Tây Nguyên này, anh kỳ vọng em là tiềm năng của tỉnh dòng Đam Minh Việt Nam góp phần với giáo phận Kon Tum. Anh đang có một dự phóng mà anh đã bàn qua với anh em, là với số vốn liếng tiếng Sa Đăng của cha Châu và em đã trau dồi từ trước tới giờ, nay hai em lại được sinh hoạt một vụ gần nhau, sẽ cùng nhau điểm nhà cộng đoàn Đam Minh Đắc Mốt làm nơi nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Sa Đăng, để mời thêm các cha xứ trong vùng và những người chuyên môn hoàn thiện các bản văn phục vụ cho người Công giáo Sa Đăng Đắc Mốt, như là một đóng góp trí thức của anh em Đam Minh cho giáo phận Kon Tum. Nhưng nay thì dự phóng của anh mất đi một nửa nhân sự rồi. Anh đau xót quá em ơi. Em Thanh ơi, giờ đây em đã nằm xuống rồi. Sau những lúc ngồi bên bức chân dung của em, nhớ đến em hàng ngày trong giờ cầu nguyện và dâng lễ cho em, anh thấy anh phải đứng lên, anh phải trỗi dậy để tiếp tục cuộc hành trình tông đồ truyền giáo trên vùng Tây Nguyên này mà giáo phận đã ủy thác cho anh em Đam Minh. Nhưng từ nay anh và anh em cảm thấy có sức mạnh và nâng đỡ hơn nhờ việc nằm xuống của em. Em Thanh ơi, như trước đây khi em mới vào dòng, em đã nằm xuống để xin lòng thương xót của Chúa và anh em. Nay đến lượt anh và anh em trong tu xá lại xin lòng thương xót của em trên trời, giúp các anh tiếp tục tiến bước hăng say trong sứ vụ tông đồ truyền giáo trên vùng Tây Nguyên này. Xin em hãy cầu nguyện cho các anh em không khiếp sợ trước biến cố đã xảy ra, không lùi bước trước những thách đố, nhưng sẵn sàng tình nguyện đến thay thế chỗ em để quay sóc giáo dân và thực hiện dự tính của em là xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ Salon mà hiện nay sắp được cấp giấy của chính quyền. Xin em cầu nguyện và đồng hành với các anh em Đam Minh tại tu xá Kon Tum đang hoạt động rải rác tại 7 địa điểm truyền giáo của giáo phận Kon Tum và 5 địa điểm của giáo phận Ba Mê Thuộc. Xin em cầu nguyện và thúc đẩy các anh em tu sĩ trẻ Đam Minh xung phong dấn thân trên Tây Nguyên. Xin em cầu nguyện và thúc đẩy các anh em tu sĩ Đam Minh trẻ xung phong dấn thân lên Tây Nguyên, tiếp tục các công trình chuyển sách kinh thánh ra ngôn ngữ địa phương như em đã thực hiện, để lời Chúa được vang xa. Đó là sứ vụ của dòng Đam Minh mà. Xin em cũng cầu nguyện và đồng hành với các anh chị em trong đại gia đình Đam Minh Việt Nam đang hoạt động trên mọi nẻo đường của sứ vụ biên cương. Xin em cũng cầu nguyện cho những ai bước vào đời sống tu sĩ và linh mục qua những phút giây nằm xuống khi khấn dòng và chịu chức, tức là những phút giây dấn thân quyết liệt cho Chúa và cho tha nhân. Xin em cũng cầu nguyện và soi lòng cho nhiều người tại Việt Nam cũng như các nơi trên thế giới khi cảm thương việc nằm xuống của em. Sau những giây phút đau xót thì cũng để lòng mình trỗi dậy, nhận ra bản chất của mỗi người Công giáo khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đi theo thầy Giê-xu thì phải là một môn đệ truyền giáo.
Họ có bổn phận làm cho chân lý và tình yêu của Chúa được loan báo khắp nơi, nhất là nơi những người nghèo khổ, khổ vật chất, khổ tinh thần, để rồi sẵn sàng đi đến với họ dù có phải nằm xuống như em, vì tin rằng sau đó họ sẽ được trỗi dậy hưởng vinh quang phục sinh với Chúa Kitô. Xin em cầu nguyện cho hội thánh chúng ta đang hướng tới là một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng, được toàn thể dân Chúa hưởng ứng và đóng góp, để sức sống đạo Chúa ngày một kiện toàn và lan tỏa trong thế giới hôm nay. Trở lại mảnh đất Salon nơi em được sai đến phục vụ và nằm xuống, xin em cũng cầu nguyện và soi lòng cho nhiều người tại Việt Nam cũng như các nơi trên thế giới sẵn lòng tiếp tay với em, góp phần hoàn thành những dự tính em đang muốn thực hiện, nhất là ngôi thánh đường Salon. Từ trên thiên đàng, anh xin em nhìn xuống nhà nguyện Salon mà em được sai đến. Em hãy nhìn cảnh giáo dân công chiêng của em đang đọc kinh dân lễ như thế này đây. Nếu khi còn sống, em đã sốt ruột, chạy vậy xoay sở, mong cho họ có được ngôi nhà thờ để thờ phượng Chúa cho xứng đáng, thì nay trên trời cao, chắc em cũng nôn nóng gấp 10 lần để mong cho ngôi nhà thờ Salon này mau được xây dựng và hoàn tất. Em đang ở gần Chúa lắm. Em báo víu vào Chúa cho chặt và xin Chúa nhìn thấy các vết thương trên đầu, trên cổ em, nhìn đến vụn máu của em đổ ra loang lỗ mà những lời em cầu nguyện. Anh nhớ lại lời Cha Giám Tịnh ngỏ lời tạm biệt em trong lễ an táng ở đền Thánh Martin hôm nay. Máu của em đổ xuống trên miền Tây Nguyên này chắc chắn sẽ làm chỗ sinh bông hạt, chắc chắn sẽ thêm nhiều động lực cho anh em, sẽ giúp anh em ý thức hơn, dấn thân hơn, noi gương em. Đúng thế, máu của em đã đổ xuống trên miền Tây Nguyên sẽ không trở nên vô ích, nhưng như máu của Chúa Giêsu đổ ra trên thánh giá, như máu của 118 các thánh tử đạo Việt Nam, trong số có 38 vị của dòng Đa Minh đổ ra trên đất Việt Nam này, đã trổ sinh biết bao bông hạt cho giáo hội và các linh hồn. Em Thanh ơi, Thánh Tổ Phụ Đa Minh của chúng ta khi nằm xuống sẽ đã hứa khi Ngài về bên tòa Chúa là sẽ cầu bầu cho dòng chúng ta được phát triển rộng lan hơn. Nay khi em được nằm xuống, em đã được về đồng bàn với Thánh Tổ Phụ trên nước trời mà dòng mới kỷ niệm 800 năm. Em hãy xin Thánh Tổ Phụ tiếp tục hôn đúc, tiếp tục hôm nóng, tiếp tục thêm động lực cho các anh em trong tình dòng dấn thân noi gương em, vì nước trời, vì Chúa Kitô em nhé. Mến chào người em hiền lành, dễ mến và nhiệt thành. Chúc em hãy yên nghỉ trong bình an của Chúa Kitô. Requies in pace Domini Christi. Amen.